quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước cực lạc thanh tịnh ca nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối tháng này Con nay quy y Đức quan Thế Âm Bồ Tát Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Và Thanh Tịnh Đại Hại Chúng Bồ Tát Nguyện cho hết thảy chúng sanh Đều phát Bồ Đề Tâm Sanh về cực lạc Nhập Thanh Tịnh Chúng Chống thành Phật Đạo Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diệt Nghĩa Chủ Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Thời gian ngày 22 tháng 7 năm 2010 Địa điểm Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông tập 87 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 97 Dòng thứ tư Bắt đầu từ câu cuối cùng Thắng giả Thắng quá dư học Siêu ư cử thập lục Chủng ngoại đạo chi thượng Chữ đại có ba ý nghĩa là đại đa thắng trong phần trước đã học đại và đa hôm nay chúng ta xem từ chữ thắng thắng quá dư học thắng là thù thắng cũng có nghĩa là vượt trội Ý, tại Ấn Độ Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật tại Thế Nổi tiếng nhất là 96 loại ngoại đạo Ngoại đạo Chọn chẳng phải là những người Tu đạo ở ngoài Phật Pháp Chẳng mang ý nghĩa ấy Các đồng học chúng ta Nhất định phải biết cầu pháp ngoại tâm đều gọi là ngoại đạo nếu người học phật chúng ta cũng cầu pháp ngoại tâm thì cũng gọi là ngoại đạo loại ngoại đạo này gọi là môn lý ngoại tức là ngoại đạo trong phật môn trên thực tế có chẳng ít người phật pháp được gọi là nội học Nói là gì? Nói là tự tánh Do vậy Hết sức coi trọng trở về tự tánh Vì sao? Chúng ta đã học giọng tận hoàng nguyên quán Của hiền thủ đại sư Tôi nhắc tới cuốn sách này mọi người liền hiểu sẽ hiểu rất rõ nội và ngoại giáo pháp đại thừa thường nói ngoài tâm không pháp ngoài pháp không tâm nếu hướng về tâm để cầu đấy là nội học gọi là phật pháp nếu trái ngược phương hướng ấy hướng ra ngoài để cầu thì là ngoại đạo do vậy có thể biết chúng ta học phật ngoại đạo trong phật môn cũng chẳng ít mấy ai chẳng phan duyên bên ngoài Nhãn căn phan duyên sắc trần bên ngoài Nhĩ càng phan duyên thanh trần bên ngoài Sắc thanh hương vị xuất pháp đều ở bên ngoài Phạm kẻ học theo những thứ ấy đều gọi là ngoại đạo do vậy biết ý nghĩa được bao hàm trong từ ngữ ngoại đạo vô cùng rộng mấy ai có thể hướng theo tâm tánh quả thật chỉ có đại thừa phật pháp tiểu thừa vẫn còn phan duyên bên ngoài chỉ có đại thừa phật pháp khởi tâm động niệm quán chiếu tự tánh nên gọi là nội học vì thế kinh phật đặc biệt là kinh đại thừa được gọi là nội điển chúng ta hiểu rõ sự khác biệt giữa nội và ngoại do vậy từ ngữ ngoại đạo chẳng phải là coi rẻ người khác chẳng phải là xem nhà cũng chẳng có nghĩa là hạ thấp Mà là tông chỉ phương hướng Mục tiêu tu học của họ Khác với Pháp Đại Thừa Mục tiêu phương hướng và tông chỉ của Pháp Đại Thừa Đều là minh tâm kiến tánh Bất luận Pháp môn nào Tông môn, giáo hạ Đại thừa, tiểu thừa, hiện giáo, mật giáo, mục tiêu cuối cùng đều là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Trong sự giáo dục của Đức Phật, đạt đến kiến tánh thì người ấy được coi như đã tốt nghiệp. Tức là tốt nghiệp pháp đại thừa. Tốt nghiệp là thành Phật. thuở ấy thích ca bầu ni phật đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh dưới cội bồ đề điều ấy được gọi là thành đạo hoặc còn gọi là thành phật tại trung quốc mọi người đều coi nhân vật đại biểu cho sự đại triệt đại ngộ là lục tổ Huệ Năng Đại Sư Của Thiền Tông Đời Đường Thật ra tại Trung Quốc Người Đại Triệt Đại Ngộ Trong Tông Môn và Giáo Hạ rất nhiều Từ Cao Tăng Truyện Và Cư Sĩ Truyện Quý vị có thể thấy Bất luận tại gia hay xuất gia Đều đạt tới cảnh giới ấy Trong các buổi giảng Chúng tôi cũng thường nhắc tới cảnh giới ấy Vì chuyện này hết sức trọng yếu Học Phật rốt cuộc là học gì? Kinh giáo chẳng phải là trọng yếu nhất nhưng những điều được giảng trong kinh điển là phương pháp trọng yếu nhất phải hiểu điều này kinh giáo đã là phương pháp thì dụng ý ở chỗ nào dụng ý là đức phật giảng rõ ràng minh bạch nội và ngoại quý vị sẽ giác ngộ sự giác ngộ ấy được gọi là giải ngộ tính giải là giải ngộ sau khi giải ngộ quý vị có thể khởi hạnh sau đây mới có thể chứng ngộ chứng ngộ mới đáng kể chứ giải ngộ chẳng đáng kể đến nói theo cách bây giờ giải ngộ thuộc về phật học chứng ngộ là học phật bởi lẽ quý vị chẳng tin Sẽ không thể lý giải Làm sao tu hành Tu hành là tu gì Chúng ta bèn hiểu rõ ràng Minh bạch Dụng ý của kinh điển Không có kinh điển Chúng ta diễn diễn mê hoặc Chẳng liễu giải chân tướng của vũ trụ và nhân sinh Kinh điển giảng rõ chân tướng Vũ trụ do đâu mà có Trong Phật Pháp nói tới Pháp giới Y báo và chánh báo trang nghiêm Trong mười Pháp giới Kinh điển thường nhắc tới những thứ này Chúng do đâu mà có Cớ sao có 10 pháp giới Khoa học và triết học hiện thời Đều nghiên cứu vấn đề này Không chỉ là trong hiện tại Mà xưa nay Trong ngoài nước Bao nhiêu người đang trà xét Nghiên cứu thăm dò Ai hiểu, Hi, hiểu rõ ràng minh bạch Thích Ca bồ Ni Phật hiểu rõ Thật sự hiểu rõ à, Các khoa học gia và triết học gia hiện thời thảo, thảo luận vấn đề Nhưng chẳng thể giải quyết vấn đề Trong kinh Đại Thừa đã có toàn bộ giải đáp cho thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự hiểu rõ Tại Trung Quốc Cổ Thánh Tiên Hiền Tổ Tiên cũng hiểu rõ Hiểu rõ như thế nào Một câu thôi Buông xuống liền hiểu rõ vì sao hiểu rõ là bản năng của chúng ta mỗi cá nhân đều hiểu rõ chẳng có ngoại lệ vì vậy đức phật thường nói hết thảy chúng sanh vốn đã thành phật trong phần trước chúng tôi đã giảng ý nghĩa chữ phật rất cặn kẽ dùng tới hai tiếng đồng hồ để giới thiệu thích ca mâu ni phật chữ phật có nghĩa là giác ngộ chữ thánh nhân của trung quốc có nghĩa là hiểu rõ danh xưng phật và thánh nhân có ý nghĩa tương đồng hiểu rõ là giác ngộ giác ngộ là hiểu rõ người trung quốc gọi người hiểu rõ chân tướng của vũ trụ và nhân sinh là thánh nhân cổ ấn độ gọi là phật đà Đức Phật dạy Bản năng của chúng ta hoàn toàn đều là thơm đạt, hiểu rõ Chẳng có cao hay thấp Bởi lẽ hết thảy chúng sanh vốn là Phật Này vì sao biến thành phạm phu Đã mê rồi Mê mất tự tánh Kinh Hoa Nghiêm nói về bản năng của tự tánh rất hay Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai Hết thảy chúng sanh bao gồm chúng ta trong ấy Chúng ta chẳng phải là ngoại lệ Đều có trí huệ, đức năng và tướng hảo giống hệt Như Lai Chẳng sai biệt Cuối cùng Đức Thế Tôn nói một câu: Nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Quý vị thấy lật lá bài tẩy của chúng ta lên sẽ thấy rõ vì sao chúng ta chẳng thể giống như Phật. Chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước đó là mê. Vọng tưởng là gì? Khởi tâm đồng niệm là vọng tưởng. Từ vọng tưởng khởi phân biệt Từ phân biệt khởi chấp trước Càng mê càng sâu Trong giáo Pháp Đại Thừa vọng tưởng thường được gọi là vô minh phiền não Phân biệt là trần sa phiền não Chấp trước là kiến tư phiền não đó là ba loại đại phiền não chúng ta mê mất tự tánh trọn chẳng phải là thật sự mất đi mà là mê mất khi nào quý vị chẳng mê nó sẽ hiện tiền khởi tác dụng do vậy đức phật giảng dạy chúng ta điều gì khác mà vậy chúng ta hãy buông xuống Ba loại phiền nào ấy Thấy đều buông xuống Quý vị sẽ thành Phật Bởi lẽ quý vị giống là Phật Phạm Phu thành Phật phải mất bao lâu Nói theo lý là trong một niệm Một niệm buông xuống Quý vị bèn thành Phật Thích Ca Mâu Ni Phật đã thể hiện cho chúng ta thấy Nhất niệm Tại Trung Quốc Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư Cũng thị hiện cho chúng ta thấy Cũng là một niệm à, là... Kinh điển thường nói tới bậc Thượng Thượng Căn vượt trội 96 loại ngoại đạo quý vị phải biết phật tích ca và huệ năng đại sư biểu diễn thị hiện Hà chỉ vượt đổi chín mươi sáu loại ngoại đạo mà là siêu việt viên mãn điều cốt yếu là quý vị có thể buồn xuống chúng ta chẳng phải là hạng thượng thượng căn không có cách nào đốn xả trong một niệm hoàn toàn buông xuống chúng ta làm không được trong giáo pháp đại thừa chúng ta thấy chuyện này rất nhiều rất rõ ràng rất minh bạch mà cũng có thể nói chỗ nào cũng là đạo nhưng làm không được thật vậy chẳng giả đức phật dạy chúng ta chẳng thể đốn xả thì quý vị xả từ từ nói tóm lại một câu mỗi ngày đều phải bỏ chẳng bỏ quý vị sẽ vĩnh viễn chẳng có tiến bộ thưa chư vị môn học vấn này chẳng tiến ắt lùi quý vị không tiến bộ chắc chắn sẽ lùi bước lùi bước rất đáng sợ này chúng ta được làm thân người Nhưng trong lục đạo Dưới chúng ta là A-tu-la đạo Là sát đạo Quỷ đạo Súc sanh đạo Địa ngục đạo Quý vị nói xem Có thể lùi bước hay chăng Vì thế Chẳng tiến về phía trước sẽ chẳng được chẳng thể không tiến cao hơn nếu muốn tiến lên cao hơn bí quyết là buông xuống buông xuống từ chỗ nào trong mấy chục năm qua tôi thường khích lệ các đồng học hãy buông tự tư tự lợi xuống buông tiếng tâm lợi dưỡng xuống buông tham luyến ngũ dục lục trần Buồn tham sân si mạng xuống Tôi nói 16 chữ Tôi chẳng khoa trương mấy mấy nào Mà thật thà kính khuyên các đồng học Làm được 16 chữ ấy Tự tư tự, tự lợi chẳng còn Tiếng tâm lợi dưỡng chẳng có Ngũ dục lục trần cũng buồn xuống Tham sân si mạng Mỏng nhạt Có nhập Phật môn hay không? Thưa quý vị chưa nhập Tôi dẫn quý vị đến cửa ngõ Chưa nhập môn Quý vị phải biết, phải hiểu rõ Nhập môn thì nhất định phải tuân thủ tiêu chuẩn của Thích Ca Mâu Ni Phật Tiêu chuẩn của tôi thấp hơn Ngài Dẫn quý vị đến cửa ngõ Tiêu chuẩn của Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng thể biến đổi Phải buông 88 phẩm kiến hoạt xuống Quý vị mới có thể nhập môn 88 phẩm ấy Thuộc về chính địa vị trong tam giới Nhằm thuận tiện dạy học 88 phẩm quá nhiều, quá rắc rối Đức Thế Tôn đã quy nạp chúng thành năm loại lớn Hồng dễ nói hơn Loại thứ nhất trong năm loại lớn là thân kiến chúng ta luôn chấp trước thân này là ta thứ kiến chấp này rất đáng ghen quý vị chấp trước có ta khởi tâm đồng niệm hết thể tạo tác đều phục vụ ta trật rồi đức phật bảo không có ta thật sự không có ta quý vị ngỡ là có ta sẽ hỏng bét một mê hết thảy đều mê mê đến cùng cực vì vậy đầu tiên phải hiểu thân chẳng phải là ta thân là gì thân là cái ta có giống như quần áo quần áo chẳng phải là ta nó mặc trên thân ta ta có nó phải hiểu rõ ràng quan niệm này ta mà còn phải buồn xuống huống gì những thứ ta có hệ buồn xuống thứ này năm thứ sau đều buồn xuống rất dễ dàng loại thứ hai là biên kiến này chúng ta gọi biên kiến là đối lập ta còn chẳng có đối lập với ai đương nhiên chẳng có đối lập quý vị còn có thành kiến nữa chăng thành kiến cũng không có vì thế nói thật ra Mẫu chốt của 88 phẩm kiến hoặc là ta Sau khi đã phá ngã thật sự buồn xuống Biết vô ngã giống như thiền tông nhị tổ huệ khả Đến gặp Đạt Ma Tổ Sư Cầu Đạt Ma Tổ Sư an tâm cho Ngài Ngài tìm đến Tổ Đạt Ma Tổ Đạt Ma nói Ông đến tìm ta có chuyện gì Tâm con bất an Cầu đại sư an tâm cho con Đạt ma tổ sư nói Ông lấy tâm ra Ta sẽ an nói cho ông Một câu nói ấy nhắc nhở ngài Quay lại tìm Chẳng tìm được Tìm nửa ngày rồi nói Con tìm tâm trọn chẳng thể được Đạt Ma Tổ Sư nói Giữ nhữ an tâm cảnh Nghĩa là ta đã an cái tâm cho ông ổn thỏa rồi Do một câu nói này Nhị Tổ bèn đại triệt đại, đại ngộ Quý vị thấy người ta vọng tưởng phân biệt chấp trước Thấy đều buông xuống Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Tổ Đạt Ma truyền y bá cho Huệ Khả Đây là vị tổ đời thứ hai của Thiền Tâm Đây là Bậc Thượng Thượng căn Nhất thời đốn xả Có thể đốn xả bèn đốn ngộ Mấy mây dòng gieo cũng chẳng có Mấu chốt là có ta Tất cả hết thể tội ác Nghiệp chướng Đều từ đấy sanh ra Quý vị nói nó có đáng sợ lắm hay không? Nếu thật sự có ta Thân thật sự là ta thì còn thông cảm được Quý vị vì nó mà tạo những nghiệp chứng ấy Nó không có Căn bản là chẳng tồn tại Đức Phật nói những lời ấy Kẻ bên phàm chúng ta rất khó tiếp nhận Rất khó lý giải Nhưng hiện thời Quả thực khoa học đã giúp đỡ Phật giáo rất lớn Hiện à, tại giờ... Hiện thời trong ngành khoa học tiên tiến nhất Các nhà vật lý lượng tử học đã phát hiện điều gì? Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy Vô ngã Về căn bản không có ngã tồn tại Nói tới nhục thân này Họ biết nhục thân chẳng phải là ta Nhục thân là huyện tướng Chẳng thật nhưng phải bỏ thì mới được chẳng thể bỏ quý vị tạo nghiệp hàng ngày trong phật pháp có chân ngã hay không thưa quý vị có minh tâm kiến tánh chân ngã bèn hiện tiền quý vị thấy trong tự tánh có bốn tịnh đức Thường lạc ngã tịnh Có nghĩa là gì? Ngã có nghĩa là chủ thể tự tại Quý vị hãy nghĩ xem Trên cái thân này có hai ý nghĩa ấy hay không? Có chủ thể hay không? Nếu thật sự có chủ tệ Năm nào cũng là 18 Thì sẽ tốt đẹp lắm Vì sao con người có già bệnh chết có thể làm chủ thì năm nào cũng là 18 Dân gian Trung Quốc tán thán Bồ Tát Bồ Tát, Bồ Tát, niên niên thập bát Chẳng già Chúng ta có cách nào làm được hay chăng? Nếu quý vị kiến tánh quả thật chẳng có mảy mây vấn đề nào Đúng là như vậy Đạo lý này rất sâu Nếu giảng ra thì chẳng phải là 2 giờ Ngay cả 24 giờ vẫn giảng không xong Thật đấy, chẳng giả chút nào Do vậy Trong tự tánh có ngã Có chủ tể Thật sự tự tại Đắc đại tự tại Trên thân chúng ta chẳng tìm được định nghĩa này Có chân lạc Có thường Thường là diễn hàng không thay đổi. Lạc là diễn diễn chẳng khổ. Lìa khổ là lạc. Tịnh là diễn diễn chẳng nhiễm ô. Quế năng Đại sư Kiến Tánh đã báo cáo đơn giản, ngắn gọn với Hòa Thượng Ngũ Tổ Nhẫn. Câu đầu tiên là nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Quý vị thấy trong ấy có tịnh Tức là tịnh trong bốn tình đức Câu thứ hai là Nào ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt Đó là thường bất sanh bất diệt Đó chính là thường Nào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ Đó là ngã Cuối cùng là có thể sanh vàng pháp vốn tự trọn đủ, có thể sanh vàng pháp đấy là tự tại. Vì vậy, hệ kiến tánh sẽ đạt được thường lạc ngã tịnh. Chúng thật sự có nhưng nơi thân phạm phu hoàn toàn không có hữu danh vô thực tìm bốn chữ ấy không được đều là giả chúng ta chớ nên không biết điều này sau đây mới biết chúng ta học phật là học gì mong đạt được gì phải biết cách học ra sao Đây là một điều rất trọng yếu Chúng ta đọc lời chú giải tiếp theo Tái giả Phật địa luận Lánh hữu tam nghĩa Cũng là nói về sự thù thắng ý Phật địa luận nêu ra ba ý nghĩa Thứ nhất là tối cực lợi căng Tức là căn tánh nhạy bén đạt tới mức cao tột nhất Ba la mật đa dụng tánh Người Trung Quốc nói là bậc thượng thượng căn Mang ý nghĩa ý Người thượng thượng căn nghe một ngộ cả ngàn Hãy tiếp xúc bạn hiểu rõ Họ có cần học hay không? Không cần, vì sao không cần? Bậc Thượng Thượng căn là người kiến tánh Vì hết thể các Pháp là tâm tưởng, thức biến Kinh Hoa Nghiêm nói là Duy tâm sở hiện Tâm ấy là chân tâm Là tự tánh Là tự tánh sanh Tự tánh hiện Duy thực điện Quý vị hoàn toàn thông đạt Hiểu rõ tánh thức Thì sáu căn tiếp xúc cảnh giới Sẽ tự nhiên thông đạt Không cần học Ngài A Nan kết tập kinh tạng có thật sự cần phải nghe thích ca mâu ni phật phước giả hay chăng chẳng phải ngài phước giả như thế nào ngài đã kiến tánh chỉ cần quý vị nói thích ca mâu ni phật đã giảng một bộ kinh nào đó ngài bèn biết toàn bộ chẳng nghe cũng biết chẳng học cũng biết Tánh là cùng một tánh Tướng là thiên sai dạng biệt Nhưng tánh là một Vì thế học Phật Giống như tựa đề bộ kinh này rất hay Hoàn toàn viết ra nhân quả của sự minh tâm kiến tánh Nhân là gì? Thanh tịnh, bình đẳng, giác Bất luận tu học pháp môn nào Tám dạng bốn ngàn pháp môn Hiện giáo, mật giáo, tông giáo, giáo hạ Tu gì? Tu thanh tịnh, tu bình đẳng Tu giác Tám dạng bốn ngàn pháp môn Pháp là phương pháp Tu phương pháp thanh tịnh Bình đẳng giác Môn là môn đạo Môn kính Phương pháp tu hành Đường lối vô lượng vô biên Trong tứ hoàng thệ nguyện có nói Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Đúng là chẳng giả tiếng nào thưa chư vị trong kinh bát nhã đức phật đã nói pháp môn bình đẳng chẳng có cao thấp bất luận một môn nào vì sao đều do tự tánh hiện tâm sanh tâm hiện đều do thức biến vì vậy chúng bình đẳng nói cách khác bất luận một môn nào quý vị chỉ tìm được năng sanh năng hiện năng biến của nó chẳng phải là quý vị thành phật ư ừ. từ hết thể các pháp tướng chúng ta thấy chúng là sở sanh sở hiện sợ biến quý vị tìm được cội nguồn của chúng chúng do đâu mà có tìm được cái năng sanh năng hiện năng biến rồi năng biến là a lại gia năng sanh năng hiện là tự tánh chẳng phải là đã chiến tánh ư đó là nội học Tìm bên ngoài sẽ vĩnh viễn chẳng tìm được Đức Phật gọi kẻ tìm bên ngoài là ngoại đạo Phương hướng sai lầm Hãy hướng vào trong mà tìm Tìm bên ngoài sẽ vĩnh viễn chẳng tìm được Vì thế người hãy quay đầu căng tánh bàn nhầy bén người trung quốc nói đó là trí huệ thượng thượng là chủng tánh ba la mật đa thứ hai đắc vô học quả vị quả vô học là a la hán ở đây kinh nói là đại a la hán quả vô học này chẳng phải là tiểu thừa a la hán mà là đại a la hán đại a la hán là ai thập địa bồ tát trong đại thừa thập địa bồ tát được gọi là vô học trong tiểu thừa a la hán là vô học thập địa bồ tát thù thắng lắm Loại thứ ba đắc tiểu quả dĩ Xu đại Bồ Đề Cũng đúng Tiểu quả là tiểu thừa A-la-hán hoặc Bích-chi Phật Chứng à, đắc quả dĩ này Hồi tiểu hướng đại Nên biến thành đại tỳ kheo Phật địa luận giảng ba ý nghĩa ý, à, ý, sang sang ý. Dĩ thượng tam nghĩa Cô danh viết đại Hữu gia tường sư vị đại hữu tam nghĩa Bản chú giải kinh này của Ngài Gia Tường là vô lượng thọ kinh nghĩa sứ khi giải thích chữ đại ngài đã dùng ba ý nghĩa sau đây nhất sanh đại giải nhị phá đại ác tam chứng đại quả sanh đại giải là trí huệ phá đại ác là buông đại ác xuống Đại ác là gì? Tham sân si mạng Triệt để buông xuống Chứng đại quả Nói theo cách thông thường Đại quả Là Pháp thân đại sĩ Dược thoát mười Pháp giới Nói cách khác vọng tưởng phân biệt chấp trước Thấy đều buông xuống Đoạn hết Do thượng khả kiến Đại tỳ kheo giả Nải đức cao giọng trọng Hồi tiểu hướng đại chi tỳ kheo Nải tỳ kheo chúng Trung chi tuôn túc người Trung Quốc gọi các vị ấy là trưởng lão kinh nói rõ một dạng hai ngàn người tham gia pháp hội này giữ đại tỳ kheo chúng dạng nhị thiên nhân câu nay những người đến tham gia pháp hội vô lượng thọ kinh chẳng phải là người thường. Kinh Phật gọi họ là Bậc Đại Quyền Thị Hiện Đại là chư Phật Như Lai Pháp Thân Đại Sĩ Đến giúp đỡ Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh Thị hiện đủ mọi cách đây là một Đức Phật xuất thế, ngàn Đức Phật ủng hộ. Đây là nói về đa, chẳng phải chỉ có một ngàn. Chư Phật, Pháp Thần Đại Sĩ, có vị thị hiện làm học trò Phật, xuất gia hay tại gia, có những vị thị hiện làm hộ Pháp của Đức Phật. Còn có những vị thị hiện làm nhân vật phản diện Đến chướng ngại Phật Pháp Đến gây rối thích ca mâu ni Phật Họ chẳng phải là phàm nhân Đề bà Đạt Đa cũng là cổ Phật tái lai à, Đến thị hiện Lúc quân tỳ kheo cũng thế Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này Quý vị đọc 53 lần tham học của thiện tài Sẽ thấy có ý vị Ban hiểu Đều là chư Phật như lai thể hiện đủ mọi lẽ Nhằm thành tựu một người tu hành nếu người tu hành thật sự hiểu phải mất bao lâu mới thành Phật một đời đấy là kẻ bình phàm chẳng phải là bậc thượng thượng căn bậc thượng thượng căn thành Phật trong một niệm phàm nhân thành Phật chắc chắn có thể làm được trong một đời Quý vị thật sự có thể lý giải Thật sự hạ quyết tâm buồn xuống Trước hết Hãy bắt đầu từ tự tư từ, từ lợi Từ tiếng tâm lợi dưỡng Ngũ dục lục trần tham sân si mạng Thực hiện từ những điều này Không ngừng tiến lên Tập khí phiền não rất nặng Thật đấy Chẳng giả đâu sức dụ dỗ mê hoặc của ngoại duyên quá lớn đấy đều là chân tướng sự thật nếu chúng ta chẳng kiên trì chẳng thể chịu khổ chẳng thể nhẫn nhục sẽ chẳng có một tí biện pháp nào làm sao để có thể giúp đỡ chúng ta đọc kinh nghe giáo là phương pháp tốt nhất cả đời này tôi học Phật năm59 năm giảng kinh 52 năm chẳng bị thế tục cảm nhiễm do đâu mà đắc lực đắc lực do giảng kinh và đọc kinh mỗi ngày mỗi ngày chẳng rời khỏi kinh giáo chẳng tách rời kinh giáo chẳng lìa khỏi phật bồ tát mỗi ngày giảng kinh có nhiều thính chúng như vậy thính chúng đều là phật bồ tát đều là thiện tri thức của tôi họ đến đốc thúc tôi mỗi ngày đều muốn nghe nên tôi phải học mỗi ngày tôi chẳng học lấy gì để giảng cho họ nghe họ đốc thúc tôi trong tâm mục của tôi họ chẳng phải là thính chúng mà là dám học đều là thầy của tôi thể hiện mọi lẽ học trò là ai chính tôi là học trò Giống như thiện tài đồng tử Chính mình là học trò Trời chính mình ra Hết thảy đều là chư Phật Bồ Tát Thị hiện đủ mọi cách Thuận cảnh nghịch cảnh thiện duyên ác duyên Đến thành tựu giúp đỡ tôi Vì thế thiện tài thành Phật trong một đời nếu tôi tự cho mình là đúng tôi là thầy là pháp sư các vị đều là học trò là đồ chúng của tôi thưa quý vị tôi không chỉ chẳng thể thành tựu sợ rằng còn phải đọa lạc vì sao có những ý niệm ấy chắc chắn sẽ nảy sinh tham sân si mạng tức ngạo mạng chắc chắn tạo tội nghiệp Một dạng hai ngàn người thị hiện Năm mươi ba lần tham học của thiện tài đồng tử Chẳng phải là uổng công ư ừ. Có mấy ai hiểu được Nhìn ra Thấy được đường nẻo này Thật sự đúng lý Đúng pháp Y giáo tu hành Tiếp đó nói Dạng nhị thiên nhân câu Tham gia Pháp hội lần này là một dạng hai ngàn người Tiêu tỳ kheo chi nhân số Chúng ta cần phải biết điều này Vì sao? Tham gia Pháp hội ngoài các tỳ kheo còn có rất nhiều người Có thể thấy Pháp hội này thù thắng Hội sơ viết Chư Kinh Đa Tiêu Thiên Nhị Bách Ngũ Thập Nhân Kim Kinh Giữ Pháp Hoa Tiêu Dạng Nhị Thiên Nhân Cái Thị Xuất Thế Bổn Hoài Nhất Đại Tháng Hội Cố Thập Phương Đại Đức Giai Dân Tập Hồ Chữ hồ là đánh dấu hỏi Là một nghi vấn Nhằm nói rõ điều gì Hội này chẳng phải là pháp hội tầm thường Mà là pháp hội thù thắng Khôn sánh Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa tỳ kheo một dạng hai ngàn vị Giảng bộ kinh này cũng là một dạng hai ngàn người có nghĩa là giáo nghĩa kinh này Và kinh Pháp Hoa ngang nhau Bình đẳng Kinh Pháp Hoa là nhất thừa viên giáo Từ xưa các tổ sư phán giáo Phán định đại thừa, tiểu thừa Ngoài tiểu thừa và đại thừa Còn có nhất thừa đại thừa là bồ tát tiểu thừa là thanh văn nhất thừa là phật pháp hội này giảng gì giảng pháp môn thành phật đó là nhất thừa nếu tiêu chuẩn tối cao trong một pháp môn là giảng cách tu thành bồ tát đấy là đại thừa nếu chỉ giảng phương pháp thành a la hán thành bích chi phật đó là tiểu thừa tổ sư đại đức thường nói về kinh pháp hoa như sau thành phật pháp hoa khai trí huệ lăng nghiêm kinh lăng nghiêm khai trí huệ kinh pháp hoa thành phật bộ kinh này thì sao kinh này thành phật kinh hoa nghiêm cũng là thành phật Kinh Hoa Nghiêm thành Phật như thế nào Đến cuối cùng Mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát Dẫn về cực lạc Kinh Pháp Hoa cũng không ngoại lệ Phạm là Kinh Nhất Thừa thành Phật Đều dính liếu đến Kinh Vô Lượng Thọ trong lời tựa cho bản hội tập lão cư sĩ mai quang hy đã nói rất rõ ràng rất minh bạch vì thế chuyện được ghi chép bởi câu này có ý nghĩa biểu thị pháp rất sâu chúng ta vừa nhìn liền hiểu tầm trọng yếu của bộ kinh này thuở trước vào thời đông tấn huệ diễn đại sư lập niệm phật đường tại lô sơn hồi ấy ngài đã căn cứ trên kinh vô lượng thọ chúng ta không biết huệ diễn đại sư đã dựa theo bản dịch nào nhưng trong một lục chúng ta thấy có ghi bản dịch của an thế cao nên chúng ta có lý do để tin tưởng huệ diễn đại sư phải dùng bản dịch của ngài an thế cao đáng tiếc là bản ấy đã thất truyền trong các vị đại sư phiên dịch trải các đời an thế cao và cưu ma la thập là hai vị đại sư phiên dịch được người trung quốc thích đọc nhất họ dịch theo lối dịch ý chẳng phải là trực dịch này chúng ta thấy bản dịch của hai vị đại đức ấy trong đại tạng kinh đều vô cùng quan hỷ do đồng tận vẫn còn rất gần với thời đại của ngài an thế cao chúng tôi có lý do để tin tưởng và thuở ý diễn công đại sư phải có được bản dịch ấy thượng thuyết thậm thị tức là cử quan niệm tổ nhận định sách hồi sơ nói rất có lý hội chúng chi thịnh chánh điệu thế tôn thuyết pháp chi thắng giả kinh vô lượng thọ giảng pháp thù thắng khôn sánh hữu câu giả cộng tập chi nghĩa câu là mọi người cùng nhau học tập Cùng nhau đề xướng Cùng nhau hoàng dương Cùng nhau phổ độ hết thảy đại chúng Có ý nghĩa này Hai câu kế tiếp đó Nhất thiết đại thánh Thần thông dĩ đạt Thượng nhị cú Tán chư đại tỳ kheo trì đức đây là tán thán hai câu này là tổng tán đến phần sau chúng ta sẽ thấy lời biệt thán tán thán rất nhiều tán thán phẩm đức của các vị đại tỳ kheo trong ấy chứa đựng ý nghĩa rất sâu những đức năng của các vị đại tỳ kheo chính là đức năng vốn sẵn đủ trong tự tánh của chúng ta quý vị thấy những đức năng ấy trong tự tánh thấy đều có chỉ là hiện tại bị mê mất đọc xong sẽ có ý niệm chúng ta phải tìm lại tánh đức quá tốt đẹp tìm như thế nào buông tập khí phiền não xuống tánh đức sẽ trở lại chúng ta có thể buông xuống một phần tánh đức sẽ hiển lộ một phần có thể buông xuống hai phần tánh đức sẽ hiển lộ hai phần không nhất định phải buồn xuống viên mãn buồn xuống viên mãn sẽ thành phật viên mãn hiện tiền chỉ cần thật sự làm quý vị sẽ có lòng tin tràn trề sẽ ngập tràn pháp hiện trong phật môn thường nói là phiền não nhẹ trí huệ tăng trưởng phiền não mỗi ngày nhẹ dần trí huệ mỗi ngày tăng thêm phiền não mỗi năm giảm dần trí huệ mỗi năm tăng trưởng phiền não mỗi tháng giảm nhẹ trí huệ mỗi tháng tăng trưởng tới lúc mỗi tháng phiền não nhẹ dần trí huệ tăng dần quý vị sẽ phát hỷ sung mãn Mỗi ngày đều tăng trưởng Gần như quý vị sẽ nhanh chóng thành Phật Cách vô thượng Bồ Đề chẳng xa Nhất thiết Nãy Cai là sự vật chi xưng Tức là bao gồm tất cả hết thảy Hữu nhất thiết Phổ giả Nhất thiết Đại Thánh Tán tháng chi từ Trong gia tường sớ có giải thích Du tâm không lý Ẩn hiện nan trắc Cố xưng thánh nhân Ý nghĩa này dễ hiểu Thấy thánh nhân dụng tâm khác với chúng ta tâm chúng ta trái nghịch tâm họ tâm chúng ta chẳng không trong ấy có quá nhiều thứ tạp nhạp tâm chúng ta trái nghịch lý tự tánh đúng là thứ gì cũng chẳng có nó là không là lý thể để dạng sự dạng pháp nương vào dạng sự dạng pháp trong vũ trụ do đâu mà có những đạo lý năng sanh năng hiện năng biến Lý thể là tự tánh. Mười pháp giới đều bao gồm trong ấy. Thức biến. Mười pháp giới là thức biến. Tự tánh chẳng phải là vật chất, cũng chẳng phải là tinh thần. Nó có thể hiện vật chất, mà cũng có thể hiện tinh thần. Khi nó hiện Tức là hiện Hiển là hiện Khi chẳng hiện thì gọi là ẩn Khi Huệ Năng Đại Sư khai ngộ đã nói Nào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ Đó là ẩn Chẳng hiện vốn tự trọn đủ Tuy cái gì cũng chẳng phải là nó nhưng nó có thể hiện bất cứ điều gì Câu cuối cùng là Có thể sanh ra dạng Pháp Đó là hiển Tổ nói năm câu Thì câu thứ ba là ẩn Câu cuối cùng là hiển Đều chẳng thể nghĩ bàn Câu chẳng thể nghĩ bàn này có ý nghĩa vô cùng sâu Quý vị chẳng cần phải suy tưởng Chẳng cần phải thảo luận Vì sao? Hãy suy tưởng thì toàn bộ đã trật rồi Quý vị thảo luận cũng sai luôn Đừng suy tưởng, đừng thảo luận Chân tướng sẽ hiện tiền Quý vị thấy toàn bộ Quý vị tư duy nó Thì toàn bộ vọng tưởng phân biệt chấp trước Sẽ hiện tiền Cứ sao mê Do vọng tưởng phân biệt chấp trước Bàn mê Mê Thì chẳng thể giác ngộ Mê chỉ có càng mê hơn Càng mê càng sâu Đức Phật dạy chúng ta Buông xuống là được Đừng quan tâm tới nó chỉ buông xuống Buông xuống chấp trước bèn thành A-la-hán Chấp trước là kiến tư phiền não Buông phân biệt xuống Phân biệt là trần sa phiền não Buông phân biệt xuống Là Bồ Tát Buông khởi tâm động niệm xuống Quý vị bèn thành Phật trong hội hoa nghiêm những vị ấy được gọi là Pháp Thân Đại Sĩ Tu hành trong Phật Pháp ngàn lời giảng câu đều là một câu Đều khuyên quý vị hãy buông xuống Phải giữ cho thân tâm thanh tịnh Quan trọng nhất là tâm Tâm thanh tịnh Thân tâm thanh tịnh vì sao? Thân là một hiện tượng vật chất gần gũi chúng ta nhất. Là cảnh giới. Là tướng cảnh giới. Cảnh chuyển theo tâm. Tâm là ý niệm. Ý niệm là mạc na thức. Là thức thứ sáu. Tức ý thức. Thức thứ sáu phân biệt. Thức thứ bảy chấp trước. Chẳng phân biệt chẳng chấp trước Chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí Chuyển thức thứ sáu thành diệu quán sát trí Hai thứ này vừa chuyển A lại gia và năm thức trước cũng chuyển theo Tám thức chuyển có trước sau Thức thứ sáu và thức thứ bảy chuyển trước Chuyển biến nơi nhân năm thức trước và thức thứ tám chuyển nơi quả quý vị thấy cảnh chuyển theo tâm có thể chuyển cảnh giới thì tu hành mới có công phu mới thật sự biết tu chẳng chuyển được cảnh giới quý vị tu uổng công nói tu uổng công thì vẫn là ca ngợi quý vị Chứ về căn bản quý vị chẳng tu Những sự lý nhân duyên như vậy Nhất định phải đọc nhiều kinh luận đại thừa mới hiểu rõ Đọc kinh cũng có bí quyết màu nhiệm Hãy hiểu Sẽ có thụ dụng Lại còn rất nhanh chóng chẳng hiểu sẽ khó khăn hiểu là gì thâm nhập một môn huân tu dài lâu đắc ta muội ngay trong môn ấy ta muội là định tâm thanh tịnh hiện tiền vì mỗi ngày quý vị nghĩ đến nó, chẳng có hơi sức đầu nghĩ đến điều gì khác. Toàn bộ những thứ tạp nhạp trong thế gian đều buồn xuống. Trong tâm chỉ giữ một thứ là đại thừa vô lượng thọ kinh. Chỉ một thứ ấy. Giữ lâu ngày, tập khí tiền não tự nhiên đoạn hết. Đoạn tiền não Ta muội hiện tiền Sau một thời gian lâu dài Quý vị sẽ đại triệt đại ngộ. Khai ngộ kinh vô lượng thọ Một ngộ hết thảy ngộ Không chỉ đối với hết thảy các Pháp Do Đức Thế Tôn đã nói Trong 49 năm mà vô lượng đại pháp Do mười phương ba đời hết thảy như lai đã giảng Quý vị đều thông suốt toàn bộ Vì sao? Chẳng lìa tự tánh Quý vị đã tìm được năng sanh Năng hiện năng biến Đối với sở sanh Sở hiện sở biến Không gì chẳng thông đạt Hiểu rõ toàn bộ tin tức này tốt đẹp rất khó gặp gỡ chúng ta đã gặp phải tin tưởng hãy tin tưởng quý vị bạn có phước vì sao tin tưởng thì quý vị sẽ thật sự muốn học đúng như pháp tu hành nên thật sự đạt được lợi ích nếu quý vị không tin sẽ chẳng phát khởi ý nguyện học tập Nói theo nhà Phật là Chẳng phát tâm Bồ Đề Bởi lẽ đối với tính giải hành chứng Chẳng thể lý giải thấu triệt giáo quân của Phật Bồ Tát Lý giải chính xác Quý vị tu tập bằng cách nào? Quý gì tu học còn sai lầm Dẫu dụng công dù nỗ lực Vẫn chẳng đạt được hiệu quả Cuối cùng mất lòng tin đối với Phật Pháp Nếu bị mất lòng tin Nãy sanh hoài nghi Lại hủy bán Phật Pháp Tạo nghiệp quá nặng chán bằng không học Đồng tu học Phật Bất luận xuất gia hay tại gia Chớ nên không biết điều này Thật sự muốn học Thì dung bồi cội rễ giáo dục Quan trọng hơn bất cứ điều gì khác Quý vị không có cội rễ Dẫu nỗ lực cũng uổng công Giống như trồng cây Thiếu rễ Quý vị trồng cách nào Nó cũng chẳng sống được Rễ quan trọng Tại Trung Quốc vào thời cổ Người học Phật có bốn cội rễ Vì thế Đời nào cũng đều có người chứng quả Khai ngộ Đắc định rất nhiều Đắc định là đắc tâm thanh tịnh Khai ngộ chứng quả Tâm bình đẳng Tâm chánh giác đều hiện tiền Chánh giác là chứng quả Đối với bốn cội rễ ấy Phải biết Phật giáo Trung Quốc kể từ giữa đời đường trở đi Không còn dung bồi cội rễ tiểu thừa Xưa kia tiểu thừa có thành thật tông Và câu xá tông từ giữa đời đường trở đi Tổ sư Đại Đức đề xướng dùng nho, dùng đạo Thay thế tiểu thừa Vì thế nho thích đạo biến thành một nhà Ngày nay chúng ta phải dung bồi căn cội Hãy hành theo giáo huấn của Tổ tiên Vì hơn 1.700 năm qua Người thành tựu rất nhiều Chúng ta dùng đệ tử quy của Nho Gia Thái thượng cảm ứng thiên của Đạo Gia Dùng thập thiện nghiệp đạo của Phật Pháp Đấy là ba cội rễ Người xuất gia còn có một thứ nữa Là sa di luật nghi Do bốn căn cội Quý vị mới thành tựu thù thắng hiện thời chúng ta không thể thực hiện câu du tâm không lý trong gia tường sớ nhưng pháp thân bồ tát thật sự có thể làm được câu ấy hiện thời chúng ta có thể du tâm di đà đã tuyệt lắm rồi trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, trừ A Di Đà Phật ra thứ gì cũng đều không có. Cuộc sống công việc hàng ngày, đãi người tiếp vật hoàn toàn tuân thủ theo giáo huấn của ba cội rễ hoặc bốn cội rễ. Sẽ là thánh nhân trong thời hiện đại. đương nhiên phật pháp sẽ hưng dượng phật giáo hưng dượng phải nhờ vào các đệ tử nghiêm túc nỗ lực học tập khiến cho đại chúng bình phàm trong xã hội chẳng đến nỗi hiểu lầm phật giáo tự nhiên tôn trọng ủng hộ quý vị hướng theo quý vị học tập hội sơ viết sơ quả dĩ thượng tất danh thánh giả dĩ cứu đại a la hán cố danh đài thánh sách hội sơ giảng theo lối thông thường sơ quả tu đà hoàng là thánh nhân là vị thánh nhỏ nhoi Vì sao Ngài có thể đoạn hết Tám tám phẩm kiến hoạt Trong tam giới Chứng quả Tu đà hoàng của tiểu thừa Nếu là đại thừa Nói theo kinh hoa nghiêm Người chứng đắc địa vị sơ tính Trong các địa vị thuộc thập tính Bồ Tát Là nhập bụng vì vậy đối với chuyện nhập môn tiêu chuẩn như tôi đã nói vẫn chưa được tôi thưa cùng quý vị tiêu chuẩn như tôi đã nói chỉ đưa đến cửa ngõ hết sức gần gũi cũng có nghĩa là quý vị thật sự buồn tự tư tự lợi xuống buồn tiếng tâm lợi dưỡng xuống buồn ngủ dục lục trần xuống buồn tham sân si mạng xuống quý vị sẽ ở trước cửa ngõ muốn vào cửa nhất định phải đoạn sạch thân kiến biên kiến kiến thụ kiến giới thụ kiến tà kiến đoạn hết năm thứ kiến giải sai lầm ý quý vị sẽ chứng đắc tiểu thừa sơ quả nếu học đại thừa sẽ là sơ tính vị bồ tát là thánh nhân thật sự là thánh nhân tuy chưa thoát khỏi lục đạo luân hồi còn ở trong lục đạo nhưng chắc chắn chẳng đọa tam ác đạo lại còn bảy lần sanh trong cõi trời hay trong nhân gian Luôn tu học Tối đa bảy lần Quý vị chắc chắn chứng quả a à la hán Trong Đại Thừa Tái sanh bảy lần Chứng đắc đệ thất tính trong thập tính dị Bèn dược thoát lục đạo Thất tính, bát tính, cửu tính, thập tính, thuộc vào tứ thánh pháp giới thức tính là thanh văn pháp giới bát tính là duyên giác cửu tính là bồ tát cao nhất là phật lại vượt thoát mười pháp giới vượt thoát mười pháp giới là đại thánh những địa vị ấy đều chẳng thể coi là đại thánh chỉ được coi là thánh nhân vượt thoát mười pháp giới từ sơ trụ của viên giáo trở lên là pháp thân đại sĩ trụ tại nơi đâu trụ trong cõi thật báo trang nghiêm của chư phật như lai trên thực tế cõi thật báo trang nghiêm của chư phật như lai là cõi thật báo trang nghiêm của chính mình tới khi đó quý vị mới thật sự hiểu rõ tự tánh như lai duy tâm tịnh độ do vậy tây phương cực lạc thế giới là tự tâm hiện tự tánh biến chẳng phải là bên ngoài đó là quê nhà của quý vị là nơi chốn quý vị vốn sẵn có vì thế trở về cõi thật bao của a di đà phật là quay về nhà đâu có gì khó khăn thật sự học phật quý vị chẳng thể không nhận biết thích ca mâu ni phật chẳng thể không liễu giải thích ca mâu ni phật quý vị học tập giống như ngài có lẽ nào chẳng thành phật trong một đời đức phật dạy chúng ta buông xuống ngài thật sự buông xuống thứ gì cũng đều không có ngài sống cuộc đời đơn giản nhất Ba y một bát Đó là tài sản của Ngài Toàn bộ tài sản là ba y một bát Đều mang theo thân Thật vậy Nếu nói theo phía tục nhân chúng ta Cái gì trên thân quý vị Sẽ là của chính quý vị Chẳng ở trên thân sẽ chẳng phải là của chính mình Tối thiểu là có quan niệm ấy Trên thân quý vị có tiền Trong bóp có bao nhiêu tiền Đó là của chính mình Còn tiền cất trong ngân hàng chẳng phải là của quý vị Căn nhà quý vị đang ở trong ấy Sống trong ấy Nó là của quý vị Sau khi quý vị bước ra khỏi cửa Căn nhà ấy chẳng phải là của quý vị Trong cuộc sống hàng ngày Quý vị có thể quán như thế sẽ gần gũi Phật Pháp Tham sân si dần dần bị quá giải Đó là chân tướng sự thật Chứ nên không hiểu rõ Quý vị thấy bà Lưu Tố Dân Giảng về chữ trưởng phu rất khéo Trưởng phu là gì? Trong vòng một trưởng thì là chồng mình Ngoài một trưởng bèn chẳng phải Tôi nói với mọi người chuyện xích sao nhất Cái gì quý vị có trên thân là của quý vị Cái gì chẳng ở trên thân thì chẳng phải là của quý vị Tâm khai ý giải Mấy may dướng mắt cũng không có Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời nêu gương cho chúng ta Vì thế chúng ta phải học theo Ngài Học giống như Ngài Ngài suốt đời theo đuổi sự nghiệp gì? Giáo học Kể từ ngày khai ngộ lúc 30 tuổi Bèn bắt đầu giáo học Tới 79 tuổi viên tịch Dạy suốt 49 năm chẳng gián đoạn Chẳng thiếu một buổi học nào Là một vị thầy hết sức tận tụy Ngài mang thân phận là một vị thầy chuyên nghiệp Thưa quý vị chẳng hề dính dáng gì đến tôn giáo Ngày nay hệ nhắc tới Phật giáo Hết thảy mọi người đều nghĩ Phật giáo là tôn giáo Chúng ta chẳng xứng đáng Đã đầy thích ca mâu ni Phật vào trong tôn giáo Vì thế tôi nói tứ chúng đệ tử chúng ta đều phạm tội lỗi Thầy cả đời dạy học Sao lại bị tấm vào tôn giáo Lẽ nào lại như vậy Phật Pháp truyền tới Trung Quốc Chúng ta đọc lịch sử Kể từ lúc truyền vào Cho tới thời đầu nhà Thanh Trải các triệu khang hy Ung chánh càng long cho tới già khánh Phật Pháp vẫn là dạy học Trong lịch sử Trung Quốc Phật giáo biến thành tôn giáo chưa đầy 300 năm Đây là chuyện trong thời gian gần đây Trước đó tự viện am đường là trường học bao nhiêu người thành danh trong lịch sử học hành ở chỗ nào học từ trong chùa chiền chùa chiền là trường học người đọc sách có thể sống trong chùa chùa chiền rất từ bi có thể tiếp đãi người ấy trong chùa chiền người xuất gia đều là thầy tốt có năng lực dạy bảo quý vị trước đây người đi thi cử nhân hay thi tiến thi sĩ đến đâu để học đều là đến chùa chiền chùa chiền có kinh sách không chỉ là kinh phật tàn kinh lâu là thư viện trong ấy thứ gì cũng có không thiếu thầy giáo học trò bất luận có vấn đề gì tìm người xuất gia người xuất gia đều có thể dạy quý vị vì thế người có tiền sống trong chùa bỏ ra một ít tiền ăn ở người không có tiền chùa chiền vẫn chiếu cố quý vị quý vị thấy phạm trọng im cả đời đọc sách trong chùa nhà rất nghèo túng vì thế sống trong chùa tự lo liệu ăn uống mỗi ngày ông ta nấu một nồi cháo nấu đặt một chút chia thành bốn phần để sống hết ngày học hành tốt đẹp quý vị thấy về sau ông ta thi đỗ công danh thành tựu Xuất tướng nhập tướng Cảm niệm nhà chùa đã thành tựu cho ông ta Nếu không ông ta đến đâu để học hành Vì thế Thời cổ Chùa chiền có cống hiến vô cùng to lớn Đối với xã hội Thầy quốc gia đào tạo bao nhiêu nhân tài chúng ta chớ nên không thông hiểu những chuyện lịch sử này trước đây chùa chiền là trường học chẳng có kinh sám phật sự danh xưng của chấp sự trong chùa chiền cho đến nay vẫn giữ nguyên nhưng đã biến chất Trụ trì phương trượng của tự viện Là chức vị gì? Hiệu trưởng Thủ tọa hòa thượng Là giáo vụ trưởng Duy Na là huấn đạo trưởng Giám viện là tổng vụ trưởng Quý vị thấy có giống như phân công trong nhà trường hiện thời hay không? trong một ngôi chùa có vài vị thủ tọa hòa thượng chẳng phải là một chia thành các giảng tòa giảng kinh điện đường là phòng học pháp sư giảng kinh rất nhiều chẳng phải là một giống như trường học chia thành lớp nhưng trong mỗi lớp đều là thâm nhập một môn quân tu lâu dài giảng đường này giảng kinh hoa nghiêm giảng đường kia giảng kinh pháp hoa giảng đường khác giảng kinh vô lượng thọ quý vị muốn học gì bèn vào giảng đường đó quý vị chỉ có thể học một môn chẳng thể học hai môn vì thế trước đây nói là đến tự diện viết thảo kinh đơn tức là đến nơi ấy ghi danh xin học một môn kinh nào đó Giảng đường giảng bộ kinh ấy Sẽ cho quý vị một chỗ ngồi Ký túc xá à, cho quý vị một cái giường Để quý vị có thể an tâm học tập ở nơi đó Kỳ hạn là một bộ kinh Quý vị học xong một bộ kinh có thể rời khỏi Nếu muốn học thêm một bộ nữa Lại ghi danh tiếp học tiếp một bộ Nhưng thông thường một bộ kinh phải giảng mấy tháng Kinh dài phải mất một hai năm Nhà chùa đúng là một trường học Cứ sao biến thành tình trạng như hiện thời Thuở ấy tôi học Phật cũng cảm thấy rất kỳ quái Bèn hỏi Lão Hòa Thượng Lúc đó tôi theo Lão Hòa Thượng Đạo An ở Đài Loan Ngài rất quan tâm đến tôi Tuổi Ngài cũng đã rất cao Tôi thỉnh giáo Ngài Tôi nói kinh sám Phật sự Vì sao mà có Do ai làm Ngài suy nghĩ rồi nói Rất có thể là do đường Minh Hoàng làm Ngài cũng có căn cứ Vì thời đường Minh Hoàng gặp phải loạn an sự Tức là An Lập Sơn tạo phản do Dương quý phi vẫn khởi cuộc bạo loạn ấy khiến cho nhà đường mất ngôi may mắn là được một nhóm người như quách tử nghi dẹp yên cơn biến loạn ấy. Sau khi yên ổn Tại mỗi nơi chiến trường Đường Minh Hoàng dựng một ngôi chùa Đặt tên là chùa Khai Nguyên Vì cuộc động loạn xảy ra Trong niên hiệu Khai Nguyên Mỗi địa phương dựng một ngôi Khai Nguyên tự Dựng chùa nhằm truy điệu Quân dân tử nạn Đó là khởi đầu mang tính chất kỷ niệm giống như trung liệt từ thỉnh các vị xuất gia tụng kinh siêu độ hồi hướng cho họ quốc gia làm như vậy nên trong dân gian người già qua đời cũng thỉnh pháp sư đến niệm kinh đương nhiên đó là điều ngẫu nhiên có thể tỉnh pháp sư về nhà niệm kinh nhất định đều là những vị quý nhân hay quan chức hiển đạt chẳng phải là bình dân người xuất gia làm chuyện này là kèm thêm Thỉnh thoảng làm kèm thêm Pháp Sư Đào An bảo tôi Có thể đó là khởi đầu Vì trước đó chưa hề nghe nói tới Chuyện Tăng Sĩ làm kinh sám Phật sự Tôi nghĩ thật sự biến thành tình hình như hiện tại Là do Từ Hy Từ Hy Thái Hậu tạo oan nghiệp dưới đời nhà thanh trước kia đế vương thường lễ thỉnh học giả nho thích đạo giảng học trong hoàng cung hoàng thượng dẫn phi tần giang võ bá quan đến nghe giảng Chế độ này mãi cho đến đời Hàm Phong vẫn còn Vẫn còn gìn giữ Giảng nghĩa trong cung đình Giảng nghĩa nho Thích đạo Họ đặc biệt tôn trọng Phật Pháp nhưng giảng nghĩa Phật Pháp không bảo lưu trong tứ khố. Giảng nghĩa của Nho Gia và Đạo Gia đều có trong tứ khố toàn thư. Đôi khi tôi mở bộ tứ khố ra xem, coi cách giảng trong Hoàng Cung của người thợ trước rút cuộc là như thế nào. Giảng tứ thư theo cách nào? Giảng ngũ kinh theo cách nào? Những bản giảng nghĩa y vẫn còn tồn tại. Nhưng đối với Phật Pháp bèn đặc biệt biên tập một bộ Đại Tạng Kinh Gọi là Càng Long Đại Tạng Kinh Không xếp những bài giảng Kinh Phật vào tứ khố Đó là đặc biệt tôn trọng Phật Pháp Do lịch đại đế dương đều là đệ tử tam bảo Những vị đại đức Thuộc hàng đức cao vọng trọng Đều phong làm quốc sư Triều đình nhà Thanh làm như vậy đó Sau khi Hàm Phong qua đời Con còn rất nhỏ Con trai Từ y Thái Hậu Làm tiểu hoàng đế Quyền lực triều chánh Lọt vào tay bà ta thùy liêm thính chánh cho nên con trai bà ta có niên hiệu là đồng trị tức là bà ta và con trai cùng trị vì quốc gia phiền phức khá lớn bà ta tin tưởng quỷ thần bãi bỏ chuyện thỉnh đại đức giảng học trong cung đình điều này có ảnh hưởng quá lớn đối với văn hóa truyền thống trung quốc vì sao văn hóa truyền thống hiện thời suy di đến nỗi này đầu sỏ là từ hy thái hậu tin tưởng cầu cơ chẳng tin kinh điển cũng chẳng nghe lời tin tưởng các vị cao tăng đại đức bà ta cầu cơ phù loan kết quả là quốc gia tiêu dòng từ đó Thổ tôi còn trẻ Dương gia đại sư kể cho tôi nghe chuyện này Dương gia đời trước Là quốc sư của từ hy Thái Hậu Toàn là hữu danh vô thực Bà ta cũng chẳng hỏi ý ngài Trong quá khứ hãy thật sự gặp đại sự nghi nan Để dương bèn hỏi ý kiến các vị đại đức Tức các vị đại đức nho thích đạo Họ cũng giống như cố vấn của hoàng thượng Từ hy thái hậu rất tôn trọng họ Nhưng chẳng nghe lời Mà nghe theo quỷ thần vì vậy Phật giáo Trung Quốc phải là hoàn toàn bị biến chất vào lúc ấy. Hiện thời tự diện am đường Phật giáo nhìn không ra diện một giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật, hoàn toàn chẳng nhìn thấy. Phật giáo bị biến thành mê tín. Hơn nữa trong tôn giáo, Phật giáo lại là tôn giáo cấp thấp. Tôn giáo cao cấp chỉ có một thần, một vị chân thần, trong phật giáo thờ phật bồ tát quá nhiều người ta nghĩ các ngài đều là thần nên gọi phật giáo là phím thần giáo hoặc đa thần giáo phím thần giáo đa thần giáo là tôn giáo cấp thấp tứ chúng đệ tử chúng ta ngày nay đều có nghĩa vụ giảng rõ ràng rành rẽ chuyện này cho xã hội cả đời thích ca Mâu ni phật là giáo dục nói theo cách bây giờ là văn hóa xã hội giáo dục đa nguyên giáo dục trọn khắp thế gian có thể mang lại an định hòa bình cho xã hội có thể mang lại hạnh phúc mỹ mãn cho hết thể chúng sanh là giáo dục luân lý giáo dục đạo đức giáo dục nhân quả những điều ấy đều được gồm trong phật giáo một số ít học giả chuyên gia lại mong muốn tiến cao hơn trong kinh phật có giáo dục triết học và giáo dục khoa học đều giảng đến mức viên mãn rốt ráo Ngày nay kẻ khác nói Phật giáo là tôn giáo Chúng ta cũng chẳng thể không thừa nhận Nó thật sự biến thành tôn giáo Chúng ta đi theo con đường này Là đi theo con đường giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật Lúc tôi mới xuất gia Các đồng tham đồng học cũng đều rất muốn đi theo con đường này nhưng lại sợ hãi sợ vì vậy sợ đi theo con đường này trong tương lai sẽ chết đói không có ai cúng dường kinh sám Phật sự học 3 tháng đánh pháp khí xứ niệm là được rồi đã có thể kiếm tiền làm 10 năm hay tám năm tích cóp có thể dựng một ngôi chùa nhỏ nên đại đa số người xuất gia đều đi theo con đường ấy chứ giảng kinh giáo học mọi người đều sợ tôi sống cả đời chẳng chết đói vẫn sống khá lắm nhưng con đường này vô cùng khổ cực vì sao khổ sở ngần ấy chúng ta phải hiểu rõ ràng rành rẽ nguyên nhân chẳng đi theo con đường này sẽ chẳng được hy vọng mọi người nỗ lực khôi phục nền giáo dục phật giáo nếu chẳng khôi phục giáo dục phật giáo chẳng có địa vị trong xã hội rất đáng thương tất cả các tôn giáo không chỉ riêng phật giáo đều phải trở về giáo dục vì sao Quý vị thấy mỗi vị sáng tổ tôn giáo đều là nhà giáo dục xã hội. Gia Tô dạy ba năm, bị cả khác hại chết. Một hãng mặt đức dạy hai mươi bảy năm. Quý vị quan sát cẩn thận, vị giáo chủ sáng lập tôn giáo nào thoạt đầu chẳng phải là dạy học. nếu tôn giáo trở về giáo dục tôn giáo sẽ được xã hội chấp nhận vì nó cống hiến tạo lợi ích cho xã hội mọi người tự nhiên ủng hộ giúp đỡ quý vị phát triển quý vị là giáo dục xã hội cần quý vị khác hẳn do vậy chúng tôi học tập đến chỗ này cảm khái rất sâu Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp Diệt khả tuy ngoại hiện thanh văn Nội bí Bồ Tát chi hạnh Cố danh Đại Thánh Đây là nói về sự biểu thị Pháp Xác thực có ý nghĩa này Nhưng trong Kinh Đại Thừa Đức Phật cũng dạy rõ Chuyện này chẳng phải là giả trong các đệ tử thường tùy của Đức Phật quả thật có không ít vị đã thành Phật Thả chiếc bè từ Đến giúp Thích Ca Mâu Ni Phật giáo học Như một kiền liên và xá lợi Phất đều đã sớm thành Phật Lần này Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện làm Phật Các ngài đến làm đệ tử chẳng phải là người thông hiểu lão luyện sẽ chẳng thể nêu câu hỏi họ cùng đức phật một hỏi một đáp cố y làm bộ không hiểu để đức phật giải thích cho mọi người nghe chẳng phải là các ngài thật sự không hiểu ngay cả ngài a nan cũng chẳng phải là phàm nhân a nan thị hiện sơ quả một kiền liên xá lợi phất thị hiện làm tứ quả là hán Bồ Tát chúng lại càng không cần phải nói nữa Chứ gì đều biết thanh văn, phổ hiền, quán âm đã sớm thành Phật Hiện tại mang thân phận Phật ở thế giới phương khác Nhưng đến khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật Bèn mang thân phận Bồ Tát Đều là đến thị hiện Do vậy ngoại hiện thanh văn là ý nghĩa về mặt hiện Nội bí Bồ Tát hạnh là ẩn Ẩn và hiện khác nhau Những vị này đều là bậc đại thánh Tịnh ảnh sớ viết Đại hữu lưỡng nghĩa Nhất vị cao danh đại Chủ yếu nói các vị tỳ kheo có địa vị cao Trong Phật Pháp có học vị Nên Phật Pháp đích xác là giáo dục Phật, Bồ Tát, A-la-hán Là các danh xưng học vị trong Phật môn Quý vị buông chấp trước xuống Đoạn kiến tư phiền não Sẽ đắc chánh giác sẽ được gọi là a la hán vì vậy đấy là học vị quý vị chứng đắc học vị thứ nhất quý vị lại có thể buông phân biệt xuống và cũng đoạn sạch trần sa phiền não bèn chứng học vị thứ hai là chánh đẳng chánh giác đấy là bồ tát lại tiến thêm bước nữa Không khởi tâm chẳng động niệm Và cũng buông vô thị vô mình xuống Sẽ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác Bạn gọi là Phật Đà Đây là học vị tối cao Vì thế Phật Đà Bồ Tát A-La-Hán Là ba học vị trong nền giáo dục của Đức Phật hết thể chúng sanh vốn là phật tức là ai cũng đều có thể đạt được học vị tối cao điều này khác với tôn giáo trong tôn giáo chỉ có một thượng đế thần cũng chỉ có một con người và thần chẳng ngang hàng không thể nào có chuyện con người tu thành thượng đế nhà phật chẳng giống như vậy nhà phật là hết thể chúng sanh đều có thể thành phật tin nói rất hay hết thể chúng sanh đều có phật tánh đã có phật tánh nhất định có thể chứng đắc phật quả do vậy nói theo tự tánh vốn là phật nói theo phương diện tu hành quý vị nhất định có thể đạt được học vị này đó là địa vị cao là ý nghĩa của chữ đại Thứ hai là Đức Thắng Nghĩa là Đức Thù Thắng vượt trỗi hết thảy Tiểu Thánh Nên gọi là Đại Hội Chánh Di Thánh Chánh là Chánh Tri Chánh Kiến Đấy là Thánh Nhân Tại Trung Quốc các ngài được gọi là Thánh Ở Ấn Độ các ngài được gọi là Phật Chúng ta chớ nên không biết Những ý nghĩa được bao hàm Trong các danh từ thuật ngữ này Tổng thượng khả biến Hoặc tùng đức nhi ngôn Khế ư không lý Hội hợp chánh đạo giết thánh Đây là giải thích ý nghĩa chữ thánh trong đại thánh Hoặc tùng dị nhi ngôn Sơ quả dĩ thượng xưng thánh Đây là tiểu thánh Chúng ta gọi tu đà hoàng là vị thánh nho nhỏ Ngài thật sự là thánh nhân Trọn chẳng phải là phàm nhân Duy hồi tiểu hướng đại Hành Bồ Tát Đạo Trực thú Phật quả giả Nải danh cứu đại A-la-hán chỉ có những ai hồi tiểu hướng đại Hành Bồ Tát Đạo Thật sự hồi tiểu hướng đại Sốt sẵn nỗ lực tu học Đại Thừa Sẽ được là Đại Thánh Mặt khác Đại Quyền Thị Hiện Đương nhiên lại càng chẳng cần phải nói nữa Đều là Bồ Tát Tái Lai Pháp Thần Đại Sĩ Tái Lai Đương nhiên là Đại Thánh Ý nghĩa Đại Thánh được nói đến đây Tiếp đó nói về thần thông Tức thần thông vĩ đạt Thự tịnh ảnh giết Thần thông vĩ đạt Tháng kỳ đắc thắng Sở di thần dị Sở di là những việc họ làm thần thông biến hóa. cái thần chúng ta phải nhìn ra ý nghĩa của chữ thần. văn tự Trung Quốc là phù hiệu trí huệ. à, quý vị thấy chữ này ở trước mặt chúng ta. Đối trước gian tự Bên trái là chữ thị Tức chữ thị trong thị hiện Phía trên chữ thị là một dạch ngắn Chẳng phải là một chấm Nếu quý vị viết chữ thần theo lối chữ triện Sẽ thấy trong lối chữ triện chẳng phải là một chấm Mà là một dạch Phía trên là một dạch ngắn Phía dưới là một dạch dài vào thời cổ chữ này được gọi là thượng tài thượng Phía dưới có ba dạch Ba dạch là diễn tả hình tượng Tức là hiện tượng tự nhiên Điều đó được gọi là thùy tượng Thể hiện ý nghĩa gì Hiện tượng được biểu hiện trên trời Nói theo cách bây giờ sẽ là hiện tượng tự nhiên Mọi người hiểu ngay Chữ thị biểu thị hiện tượng tự nhiên Cạnh đó là chữ thân Chữ thân viết theo lối cổ truyện Sẽ giống như có ba cái ải Chính giữa có một thanh gương báo kéo xuống Nên gọi là thông Ý nói vừa qua ba ải thông suốt Do vậy chữ thần có ý nghĩa Người thông đạt hiện tượng tự nhiên được gọi là thần Đây là giải thích ý nghĩa gốc của chữ này Có một lần tôi đến thăm cuộc tôn giáo Trung Quốc cục trưởng diệp tiểu văn tiếp đãi tôi có nhắc tới chữ thần này tôi viết ra cho ông ta xem giảng cho ông ta nghe ông ta bảo nói như vậy thì vô thần luận nói chẳng suông tôi đáp đúng vậy chữ thần có ý nghĩa ấy quý vị phải hiểu ý nghĩa bao hàm trong văn tự trung quốc quả thật là phù hiệu trí huệ người trung quốc nói thần nhân và thánh nhân thần nhân và thánh nhân ý nghĩa tương thông Thần là người thông đạt Hết thị hiện tượng vũ trụ Người ấy gọi là thần nhân Thánh nhân Thánh nhân là hiểu rõ Người hiểu rõ dân tướng của vũ trụ Và nhân sinh gọi là thánh nhân Do vậy thần thánh thường dùng chung Họ là người Chẳng dính dáng gì đến quỷ thần Giảng rõ ràng minh bạch Sách thuyết văn giải tự Giảng rất rõ ràng đây là phù hiệu trí huệ Vô ủng giết thông Đây là nói tới chướng ngại Không có chướng ngại bàn thông đạt Sở dị thần thông Thiên nhãn Thiên nhĩ Tha tâm Túc mạng Cập giữ lậu tầng những thứ này ngoại trừ lậu tận Được gọi đơn giản là Ngũ chủng thần thông Năm thứ ấy Hiện thời trong nước gọi người có năng lực này là công năng đặc dị Phật Pháp nói những năng lực ấy là bản năng của chúng ta Mỗi cá nhân chúng ta đều có Nhưng vì sao bị mất đi Vì quý vị vọng niệm quá nhiều Tiền não dấy lên Nên bị chướng ngại nguyên nhân là như vậy đó vì thế tu định nhằm dễ dàng khôi phục năng lực ấy tu, tu định là tu tâm thanh tịnh tâm phải đạt đến thanh tịnh bình đẳng năng lực ấy sẽ tự nhiên khởi lên hiện tiền vì thế điều này chẳng có gì là hiếm hoi lạ lùng chúng là bản năng của con người tâm thanh tịnh sẽ khôi phục Quý vị đọc kinh điển Thầy Tu Đà Hoàng có thể đoạn 88 phẩm kiến hoạt Cũng là buồn xuống Bèn khôi phục hai thứ năng lực Một là thiên nhãn Hai là thiên nhĩ Hạ người bình phàm như chúng ta không thấy Nhưng Ngài có thể thấy có thể nhìn xuyên các tường Chúng ta gọi đó là công năng đặc dị Ngài có thể nghe những âm thanh chúng ta không nghe được Nếu là tu đà hoàng chúng ta đang tiến hành hoạt động giảng kinh giáo học ở tầng 11 Người ở 10 tầng dưới làm gì quý vị vừa nhìn liền thấy toàn bộ Đó là tu đà hoàng thật sự nếu nói ta đã chứng đắc quả tu đà hoàng Mà hỏi có thấy chuyện sát vết hay không Chẳng thấy Đó là giả chẳng thật Tu đà hoàng nhất định có năng lực ấy Nếu quý vị chứng nhị quả tư đà hàm Quý vị có thêm Hai thứ năng lực nữa Là tha tâm và túc mạng Trong tâm người khác nghĩ chuyện gì Quý vị sẽ biết Túc mạng là đối với chính mình Đời đời kiếp kiếp quá khứ của ta đều biết rõ A-la-hán à, có thể biết 500 đời quá khứ Tôi tin nhị quả phải biết ba đời Năm đời, mười đời, hai mươi đời Chẳng có vấn đề gì Ngài biết trạng huống trong đời đời kiếp kiếp quá khứ Tam quả A-na-hàm Thần túc thông giống như tô ngộ không Có thể biến hóa Có thể phân thân Nhưng lợi hại hơn Thánh nhân tam quả mà Tứ quả là A-la-hán Lậu tận thông cũng có nghĩa là Đoạn hết kiến tư phiền não Thoát ly lục đạo luân hồi Trong lục đạo Ngài chẳng có tí kiến ngại nào Cũng là ra vào lục đạo tự tại này chúng ta chẳng thể ra khỏi lục đạo Nhưng Ngài có thể thoát ra Đây là bản năng chẳng hiếm hoi, lạ lùng tí nào Công phu định lực của quý vị càng sâu, năng lực càng mạnh a la Hán chỉ có thể biết 500 đời quá khứ Nói cách khác, năng lực ấy chẳng phải là rất lớn Bồ Tát có nhiều tầng lớp Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa Càng lên cao Năng lực ấy càng lớn, càng thù thắng Yên nhãn của A-la-hán Có thể thấy một tiểu thiên thế giới Ngài A Nậu Lâu Đà là một vị A-la-hán đặc biệt trong các vị A-la-hán vì mắt Ngài đã hỏng. Đức Thế Tôn dạy Ngài tu thiên nhãn. Ngài tu thành công. Thiên nhãn của Ngài khác các vị A-la-hán thông thường có thể thấy tam thiên đại thiên thế giới. A-la-hán à, thông thường chỉ có thể thấy một tiểu thiên thế giới Chỉ riêng Ngài có thể thấy tam thiên đại thiên thế giới Tam thiên đại thiên thế giới là khả năng thấy được bằng thiên nhãn Của các vị Bồ Tát thông thường Đối với tam thiên đại thiên thế giới Các phẩm qua tàng thế giới và thế giới thành tựu của Kinh Hoa Nghiêm Nói thế giới vô lượng vô biên Quý vị không có chướng ngại Sẽ đều có thể thấy vì vậy triết học và khoa học được giảng trong kinh phật là cảnh giới hiện lượng chẳng phải là tầm thường những cảnh giới ấy do đức phật đích thân trông thấy các nhà khoa học hiện thời suy diễn từ toán học rút ra những thông tin sau đây dùng dụng cụ khoa học để quan sát thấy được một chút nói dùng vẫn chẳng thể nói rõ ràng phật pháp giảng vô cùng rõ ràng vì sao đức phật trông thấy năng lực ấy được khôi phục toàn bộ các khoa học gia và triết học gia chẳng có cách nào sánh bằng phải biết điều này ở đây đức phật dạy chúng ta chỉ cần quý vị khéo tu sẽ có thể chứng đắc đó là bản năng của quý vị ngài giảng trí huệ đức năng tướng hảo những đức năng ấy đều là những thứ chính quý vị vốn sẵn có phải nên khôi phục sau khi quý vị khôi phục đúng là không gì chẳng biết không gì chẳng thể chẳng phải là giả tuyệt đối chẳng phải là mê tín hôm nay đã hết thời gian rồi chúng ta học tập tới chỗ này Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tình độ Nam Mô A Di Đà Phật